Hello anh em nhá. Hôm nay thì chạy chó nghiệp vụ Thái Bình sẽ giới thiệu cho anh em một bầy chó siêu phẩm nhá anh em nhá. Dòng này bên trại đó là dòng chó Maninoi. Với cân nặng khi trưởng thành thì Maninoi có thể lên tới 45 đến 50 kg, cực kỳ đẳng cấp anh em nhá. IQ cực kỳ cao. Đấy. Dòng này thì bên trại mình chuyên dùng để huấn luyện cũng như là các cuộc thi canh giữ. Đấy. Một đàn bên trại này hiện tại đang là 8 bé và 5 bé đực, 3 bé cái. Giống này thì cực kỳ trung thành. Đặc biệt là rất là quý người già và trẻ con, nên là anh em thích hợp trong nuôi gia đình cũng như là nuôi quay nhà, quay trang trại. Nếu mà anh em nào có một chút kinh nghiệm về huấn luyện thì cũng có thể huấn luyện những bé này. Thì IQ của bọn này thì cực kỳ tốt rồi anh em ạ, cực kỳ ham đồ, ham vật. Đấy. Anh em nào mà yêu thích đến dòng chó này thì có thể là comment ngay xuống phía dưới. Bên trại mình thì tại Thái Bình. Đấy, anh em thấy này, rất là quấn người luôn anh em ạ. Đấy, trại thì có ship mọi miền tổ quốc cho anh em. Anh em đi ngang qua thì đừng quên đăng ký kênh cũng như là để lại comment để trại làm những clip tiếp theo nhé. Thank you anh em.